Hello Nam, bữa nay mình tiếp cái solo ngẫu hứng cho nó hết cái chữ K. Mình đánh được C rồi, chữ C rồi. Mình đánh được chữ E rồi, chữ này nè, La rồi. Giờ mình đánh được chữ Son, chữ Son thì chữ G, chữ G nó vậy nè, ha. Nó cái hợp âm này nè, mình phải chọn ở đây. Thì mình đánh luôn rê trưởng luôn. Thì mình kéo nó lên bằng ha. Mình sợ là rê ngay đây nè ha. Rê trưởng thì mình đánh ở đây. Thì cái trước khi mình đánh đó, mình phải biết cái âm dài với là cái arpeggio ở ngay cái vị trí này với cái dạng này. Hoàng thì mình đánh ha. Nếu bạn không biết cái này bạn nên tìm nó ở trên cuối video này, mình sẽ nối nó vô cho các bạn bấm tập nó trước trước khi qua cái này ha. Thì nói như vậy ha, đơn giản. Dù mình biết cái thế và cái ấy của nó nhưng mình cũng phải biết cái nốt nhạc của nó bạn, cho nên là khi mình đánh cái này mình nên biết là mình đang đánh tông rê và nó có cái nốt là nốt này là nốt pha và nốt đô thăng thôi bạn ha. Thì như vậy trong lúc ngẫu hứng nhiều khi mình bị thất lạc ở trong cái rừng này á, thì mình biết là à đô là bài thăng, pha là bài thăng, ok, vậy mình sẽ đỡ bị đánh chặt ra ngoài hơn, không hay nhưng mà sẽ không bị chặt ha. Nên theo mình nghĩ các bạn nên nghiện cái này ra. Trước khi mình tiếp tục các bạn ha. Rồi, đó là cái thứ nhất mình đã nghiện, cái thứ hai mình nên nghiện á là cái arpeggio của John Son. À, 1 3 5 của nó là một. Đó là những cái nốt ở trong cái âm dài rô rê thôi à, chứ không có gì hết đó. Nhờ mình thêm nốt 7 nữa cho nó hay, ví cho nó vui bạn ha, thêm nốt 7 nữa nó cũng không 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 có bị sao hết. Ok, vậy thì mình vô mình đánh thiệt là chậm, cũng không cần thiết là phải hay, nhưng mà mình cần thiết là mình phải nhìn thấy là ồ mình đánh ở trong, ví dụ như mình đánh cái arpeggio đó, mình cố tình đánh cái nốt ở trong cái arpeggio đó, hoặc là mình đánh ngoài thì mình biết là mình sẽ đánh ngoài là nó bị sai, mình biết đó để mình sửa, với lại là mình không được chạy ra khỏi cái vị trí này. Mình ở trong đây mà ha, cho mình khỏi nó bị không bị lung tung, với lại để cho mình nhuyễn cái vị trí này thiệt là nhuyễn trước khi mình nhảy qua chỗ khác để mình làm cái gì khác. Thì cũng vậy thôi, mình bỏ cái backing track, hay là bạn có cái gì á mà nó cái loop á, thì mình loop cái đồ cái này này rê rê trưởng ha, cái loop nó tới loop lui đánh thôi, đừng có lo, có đánh sai không hay cũng không có sợ, không cần phải hay. Đó là đô rê đó bạn, rê trưởng á đó. Đó cứ 1 2 4 nó vô cái rê này, 1 2 3 cũng vô lại, 1 2 3 4 thì vô rê. Ok không ạ? À, bình tĩnh đừng có sợ nhé. Sợ gì hết các bạn ha. Rồi lâu lâu mình có thể đánh 3 nốt của cái triad luôn cho mình biết là già mình đang đánh cái triad này, hoặc là mình đánh và hoặc là mình đánh không sao hết, như vậy sẵn mình học cái finger style luôn ha, đánh ha. Thank you.
cái như lúc mình đánh bên này bị hụt và một nốt bị sai, mình nhớ vậy các bạn. Khi nào mình sai mình nhớ là mình biết là mình sai thì mình sẽ sửa nó lại các bạn ha. Mặc dù có những lúc mình muốn ra khỏi đó lắm mà phải kiềm chế mình lại ha. Thì ở đây mình đánh cái nốt nhạc, mình đánh như là mình đánh nốt nốt 4 nha. Nốt này, nốt 1. 3 hoặc là mình đánh nốt tum tum tum, đó là nốt nốt 4 các bạn, nốt 1/4 á. Ta 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 ta. Hoặc là mình đánh nốt 1/8. Một cái đạp chân mình đánh hai cái ha, mình đánh lại ha. Đó. Ôi các bạn, nếu bạn không biết cái một nốt 1 hay nốt 1/8, nốt 1/4, nốt đơn, nốt kép á, cái trường độ của nó thì các bạn nên coi cái video mà mình nói về cái đó để mình hiểu cái đó trước rồi ha. Ma bốn, một hai ba bốn ba. Hoặc là mình kiếm một cái pattern gì đó để mình đánh, ví dụ như mình lặp đi lặp lại, mình đổi cái nốt target các bạn. Đó là cách mình kiếm mấy cái kiểu như mấy cái lick hoặc mấy cái motif nhỏ nhỏ để mình đánh cho nó vui. Dù mình đánh như ha. À, lại ha. Dở quá. À, dở quá. Làm lại ha. Sai nha bạn. Lặp lại ha. Ha. Thời gian á bạn, tự nhiên nó bạn thấy đó, mà cái này mình không có kiểu mình nói toẹt ra được, nhưng mà bạn nắm một hồi tự nhiên bạn cảm nó trong người, đúng không? Vậy nó mới kêu là ngẫu hứng, cho nên là cũng hơi khó học. Cái này là mình dùng cái âm giai trưởng thôi nha bạn. Hiểu ý mình lúc mà mình nói cái nó có một cái pattern không ha.
không được, mình ra ngoài. Mặc dù mình rất muốn ra nhưng mà mình đừng có ra các bạn ha, mình giữ, mình ráng giữ ở trong. Ok, hy vọng cái video này có thể giúp bạn bắt đầu thôi, bắt đầu đánh solo ngẫu hứng cho nó vui. Đâu có gì đâu. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều.